chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobile nha. Ok, rồi. Ngày hôm nay là chúng ta đang có một update mới rồi. Update mới này thì cũng thông báo sơ qua cho tất cả các bạn là sẽ có một số thay đổi lớn và rất lớn chứ không phải là lớn thường các bạn. Mình nói lớn là nó sẽ rất gọi là đúng là lớn luôn đó. Thì nó sẽ cập nhật con tướng mới là chắc rồi, đúng không? Cập nhật con tướng mới xong rồi còn búp bộ Spirit nữa. Bộ Spirit bây giờ là 2, 4, 6 đều được tăng cả tỷ lệ hóa đá lên cả. Đều tỷ lệ có đá nữa. Mà sao biết không? Khi tướng phe bạn bị tấn công thường có 25% xác suất làm người tấn công hóa đá trong 2 giây. Người tấn công hóa đá không cần biết là tay dài hay tay ngắn gì nha, vẫn bị hóa đá. Mình nói thẳng luôn, bộ Spirit bây giờ là cái bộ đáng chơi nhất trong cái game này luôn. Đáng chơi nhất luôn. Bảo đảm với anh em vậy luôn. Tại vì 25% thôi, 25% nhưng mà tính 25% nó rất là lớn đó, chứ không phải tệ đâu nha bạn. Mình nói là rất là lớn. Tại sao 25% bây giờ tính sơ sơ theo kiểu là dạng xác suất thống kê, mà dạng cấp 1 thôi. Dạng xác suất thống kê theo cấp 1 thôi là 1/4. Là bạn đánh 4 cái là khả năng bạn bị hóa đá 1 cái là chắc rồi, đúng không? Mà hóa đá 1 cái thôi là 2 giây. 2 giây thua mẹ rồi. 2 giây là chết rồi bạn. Có thể 2 giây là lên đường rồi. Sau đó là cái gì? Sau đó là nếu mà bạn đi 6 Spirit luôn á, thì bạn có 30% tất cả những cái thằng mà đánh bạn sẽ bị hóa đá trong 2 giây. Mà bạn nên nhớ, nếu mà bạn có 6 á, thì bạn sẽ có cái con mà người 5 tiền đó. Light Spirit, thì cái nào mà thằng nào bị hóa đá thì thằng đó nhận thêm xác thương chuẩn, tiêu liền, xong liền. Nhìn mình nói rồi, đây là mà chỉnh sửa rất là đáng luôn. Đây là chỉnh sửa mà nó phải nói là nó tới công chuyện luôn á, đúng kiểu là tới công chuyện. Đây mới gọi là chỉnh sửa nè, đây mới gọi là nâng cấp nè. Chứ còn mà mấy cái đợt trước mà thì chỉ là tay ngắn thôi thì nó không có nâng cấp. Nó không có nâng cấp cái gì hết á. Đó, mình nói rồi, mình bữa hổm mình nói với bạn là mình có gửi thư vô nhà phát hành đúng không? Hôm nay nó sửa lại rồi, thấy chưa? Thấy không? Cho nên anh em nào mà có ý kiến gì có thể mình gửi cho thư nhà phát hành cho sao? Thấy chưa? Mình nói rồi, bây giờ một là mày chỉnh sửa theo kiểu là tay dài cả tay ngắn hóa đá, hoặc là nếu mà có hóa đá tay ngắn thì nó hóa đá nhiều hơn, tay dài hóa đá ngắn hơn, thấp hơn. Tỷ lệ thấp hơn. Ừ thì cũng được. Hoặc là hóa đá ngắn hơn, là theo kiểu là hóa đá theo cái dạng là cái thời gian nó ngắn hơn. Nhưng không, bây giờ nó quyết định là cho cả hai luôn. Nhưng mà 25% tỷ lệ xác suất này theo mình nghĩ á nha, khả năng bị nép rất cao. 25% ở 4 Spirit là bị nép rất cao luôn. bị có thể là bị nép rất cao luôn các bạn. Tại vì nó búp cho toàn team 25% đó thì khả năng cao team bên kia là cứ đánh chút xíu cái cứng, đánh chút xíu cái cứng, đánh chút xíu cái cứng lại liền là nó cũng có lắm luôn á. Thì nó cũng tới công chuyện lắm, cho nên mình nghĩ khả năng bị nép của cái bộ này cũng khá cao. Khi mà không làm thì thôi, làm thì nó bị quá đáng. Nhà phát hành nó lạ lùng chỗ đó. Nhà phát hành nó lạ chỗ đó rồi bạn, không làm thì thôi. Không làm thì thôi luôn, không sao luôn. Mà là không là mà đã làm thì nó lại bị quá đáng. Nó bị quá đáng quá quá luôn á. Chứ tỷ lệ 25% là quá nhiều đó. Theo mình nghĩ đó, theo mình nghĩ là bị hóa nhiều, quá nhiều luôn á. Rồi còn nè, nên nhớ là bạn 6 Spirit thì bạn sẽ có là cái gì? Sau khi đơn vị bị hóa đá nhận 2 lần tấn công thì bạn sẽ gọi là sao? Nó bị đánh vô thì nó sẽ vỡ đi. Nó vỡ đi thì nó nhận xác 25% xác thương thuần túy bằng với tổng lượng HP của nó. Là không cần phải cái con tướng 5 tiền nữa, mà 6 Spirit thì nếu mà bạn đánh nó hai phát á, tại hóa đá là nó dạng là bị cứng lại, mà cứng lại thì bạn tác động vật lý lên thì nó bị vỡ ra. Vỡ thì sao? 25% xác tổng HP. Cái bộ này là bộ quá mạnh luôn. 6 Spirit bây giờ mới đáng chơi nè. 6 Spirit bây giờ mới đáng chơi nè. Và mình nghĩ nha, bây giờ 6 Spirit như vậy á thì anh em nên theo kiểu là anh em đi cho mình cái dạng là Witcher. Ơ quên, dạng là Wiza, ba Wiza. Ba Wiza tại vì 6 Spirit là nó phải tới 5 tiền. Lỡ như mà nó cũng khó đó. Nếu mà có thì chúng ta sẽ đưa vô theo kiểu là Witcher Wiza để là cho nó lên thành 6 sớm luôn.
Cho lên thành xấu rất là sớm luôn, rồi thử coi nó có khỏe hay không. Chắc là khỏe lắm nha. À, chắc là khỏe lắm luôn á. Còn Vlog thì chỉnh sửa nó thường thôi. À, Vlog chỉnh sửa thường nó chỉ là chỉnh sửa giống như bữa hổm mình nói thôi, chứ nó không có quá gì là khác biệt hết, chỉ là nó chỉnh sửa là cái cơ chế hoạt động, cái tỷ lệ cộng máu của xấu xua xấu Vlog thôi. Còn bình thường thì chả có gì. Sau đó rồi chúng ta sẽ có thêm một cái gọi là tăng thêm bộ injector. Injector cũng là vậy luôn, chỉ là tăng tiền cái tỷ lệ biến 3 sao của nó cao hơn thôi. Rồi thêm một cái nữa mà là một chỉnh sửa rất là lớn ở trong cái bản update này luôn. Chính quơ. Wow, bây giờ chính quơ thì nó lại vậy nè. Giáp tướng phe bạn cộng 20%. 20% nha. Là nó không giống như hồi trước là nó cộng 18, 20, 18 gì đó. 18 cái nó giảm xuống 16 thì phải. Nó giảm xuống 16, còn bây giờ nó cộng 20%. 20% hả? 20% là như ta. Mình cũng không nghĩ là quá nhiều, tại vì nếu mà nó cộng thêm 20% theo kiểu này thì không biết là nó sẽ cộng vô cái 20% này là cộng vô tổng hay là 20% này cộng vô cơ bản. Nếu mà cộng vô cơ bản thì con tướng của bạn nó có bao nhiêu giáp đâu. Cho nên là chính quơ này không biết là bóp hay là bị nếp nữa. Không biết là bị búp hay bị nếp, nhưng mà có vẻ như là tăng 20%. Hồi trước là cộng 18 đúng không? Cộng 18 giáp. Rồi còn cái phản sát thương thì nó bình thường. Cái phản sát thương thì nó cũng vậy thôi, chứ nó không có thay đổi nhiều. Nhưng mà bây giờ nó cộng giảm, gọi là chỉnh sửa cái thể loại mà cộng giáp. Bây giờ là cộng 20%. Không biết cộng 20% này là sao nữa. Mình cũng không biết cộng 20% này là sao, nhưng mà có vẻ như là nó sẽ cộng vô tổng lượng giáp của bạn 20%. Tổng lượng giáp, ví dụ con đó đang 10 đi thì nó thành 12. 20% nó quá tệ đi. Cũng không biết nữa, để này vô mình test thử sau. Rồi còn bộ Red thì bộ thầy tu thì bạn bộ biết rồi đó, là nó sẽ rọi ra một cái gọi là cái một cái là cái quyền trượng ánh sáng, nó cộng thêm sát thương cho bạn, cho những cái con ở gọi là trái phải trên và dưới là một dấu cộng đó. Cái quyền trượng ánh sáng này nó để ở chính giữa đi, thì cái con ở trên nó, ở dưới nó, ở bên trái nó, ở bên phải nó sẽ được tăng sát thương. Cho nên là nên để ở những cái con mà cần thiết ở đó. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đến con rồng năm tiền tăng đam. Con rồng năm tiền tăng đam, con cáo. Con cáo này bị nép này nha. Con cáo này bị nép nè. Giảm phạm vi kỹ năng của con cáo, vậy là con cáo bây giờ đâm ít hơn rồi. Vậy thì thua, con cáo quá tệ rồi. Thật sự là giả thú cũng đang mạnh, nhưng mà con cáo này là con cáo quá tệ, không thể gánh nổi. Sau đó là con gấu năm tiền. Con gấu năm tiền này thì thay đổi cái gọi là sao, cái cơ chế hoạt động của kỹ năng của nó. Bây giờ là nó sẽ không có khựng khựng nữa, và không có cần phải chờ để những cái con gấu kia kích hoạt kỹ năng nữa, mà nó sẽ vào trận là nó sẽ có kỹ năng luôn. Xong rồi nó đánh thì nó trừ, đánh thì nó trừ. Nó tiêu hao từng tầng một, đến rồi nó sẽ cộng vô từ những cái con kia sau đó. Thì nó sẽ tóm lại là thay đổi cơ chế ra kỹ năng của con gấu năm tiền. Là con gấu năm tiền bây giờ cũng khá là mạnh, khi mà mình nghĩ là tại sao nó vô lại game là nó có bốn tắc, gọi là kỹ năng liền, là nó có thể sử dụng bốn phát liền. Rồi còn mấy cái thằng kia thì sẽ cộng xem từ từ sau. Rồi còn trang bị thì nó sẽ có thay đổi thêm một số, nhưng mà cái trang bị này mình đọc không hiểu nha. Ở cái trang bị này nó dịch hơi 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 bị ngu học hay sao đó. Cũng 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 giờ thì mình có thể là đọc hơn, cũng có thể hiểu rồi. Là bây giờ là tăng sát thương cái gậy sét. Thì biết vậy đi, còn tăng bao nhiêu thì chúng ta phải tính theo cái phần trăm nữa, cho nên là cũng hơi khó. Nhưng mà tăng sát thương cái gậy phép. Rồi gậy sét cao cấp là gậy sét cuối nha, chứ con gậy sát thường không không nhầm nhò, gậy sát cuối mới được tăng. Mà nếu mà tăng như vậy thì cái gậy sát cuối đáng lên. Cái gậy sát cuối rất đáng lên. Nó sẽ ngon hơn hồi trước rất là nhiều. Rồi thêm một cái nữa là nó sẽ có hết rồi, vậy thì chỉnh sửa vậy hết rồi. Với lại thêm một số cái tối ưu thôi. Để coi mình có cái tối ưu nào mình cần phải gọi là nhấn mạnh cho các bạn không. Không, cái này thì chỉnh sửa, tóm lại là chỉnh sửa cái hệ thống thôi.
và tối ưu những cái kia thôi, còn không có tối ưu cái việc mà anh em sẽ gọi là ra bài hay tỷ lệ ra bài nào khác hết đó. Mấy cái tối ưu này thì cái cập nhật này nó không có, nhưng mà nó đã đúng rồi. Tại sao? Tại cập nhật quá nhiều rồi, cập nhật từ con tướng mới 6 Spirit, 6 Warlock, Incester, Warrior, rồi trang bị nữa, tức là cập nhật tướng mới nè, trang chỉnh sửa lại bộ nè, tăng buff nè, rồi còn thêm thêm cái trang bị nữa, cho nên cái update này là gọi là quá lớn rồi, quá lớn rồi, không chơi vào đâu được hết. Nhưng mà trận này đi Goblin hả ta, trận đi Goblin à, Goblin thì nó không có gì mình ngại các bạn, chỉ có sợ là nó không ra 5 tiền thôi. Ở Goblin thì bây giờ không có gì ngại, chủ yếu là bây giờ có ra bơm hay không, hoặc là có ra máy bay hay không. Có ra máy bay thì mình cũng vẫn chơi được đi, sợ là không không ra gì luôn á, lúc đó mới ghê. Nhưng mà mình nghĩ chắc được, được để mình thêm. Nếu mà đi được Goblin á, thì chúng ta sẽ thử coi nhân phẩm hôm nay chúng ta như thế nào. Mình đang có cái chuỗi thắng nữa, cho nên là mình có thể sẽ chơi gọi là rất là gọi là ngon cơm giai đoạn này. Còn giai đoạn giữa game thì đương nhiên Goblin bạn muốn giữ 100 máu rất là khó nha. Mình nói thẳng luôn, bộ nào giữ 100 máu cũng có thể được hết, nhưng mà bộ Goblin giữ 100 máu rất khó. Tại vì nó không có 5 tiền, nó không, cái bộ của nó không phải là tăng sát thương mà tăng phòng thủ, mà cái phòng thủ này chút về sau á, nó cũng vẫn bị thằng phép nó giết chết như bình thường. Cho nên cái bộ Goblin là cái bộ rất khó giữ 100 máu, trừ khi là level 8 á, bạn up level 8 các bạn ra 5 tiền luôn á thì thôi. Cái đó thì không có dám nói. À, trừ khi là bạn mà up level 8 mà ra 5 tiền luôn á, thì đó cái đó thì khỏi nói rồi. Chỉ sợ là nó không ra thôi. À, chỉ sợ là nó không ra thì lúc đó mới ăn cứt thôi. Đó anh em không? Cho nên là anh em nào đang xem để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình, nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim nha. Rồi sẵn tiện đây mình cũng sẽ gọi là cảm ơn tất cả anh em đã đăng ký hội viên kênh mình và tất cả những bạn đã ủng hộ mình bằng cách là super chat, super ticket hoặc là gọi là super thanh. Cảm ơn đó, cái nút cảm ơn đó anh em có thể bấm vào cái nút cảm ơn để ủng hộ mình bằng gọi là tinh thần để làm video. Cảm ơn mọi người. Đấy, chà, nhưng mà toang rồi. Toàn cái pha này rồi, thằng này đi chính quơ rồi hả, thằng này đi warrior nó trâu quá bạn. Ồ, nó đang có chuỗi nữa, sợ nhất là cái gì, sợ nhất là thua mất cái chuỗi vô tay thằng đang có cái chuỗi, mà lại mình lại gặp cái trường hợp đó nữa. Rồi nhưng mà cũng được quá nha. Ồ, cũng được lắm á, bài mình lên cũng khá đấy chứ đâu phải tệ đâu anh em, đúng không? À, mình nói lại cái là cái nút super cảm ơn đó, thì mình sẽ gọi là tri ân tất cả những cái bạn mà gọi là cảm ơn của mình ở cuối video anh em nào. Có điều kiện thì nhớ ủng hộ mình. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ Goblin thì nghe có vẻ cũng ổn, tại ra hai mèo này là gọi là thử thách sống, mà mèo Goblin có mạnh hay không là nhờ con mèo hết. Con mèo này ra sớm thì anh em có thể chủ động làm gì, chủ động để setup cho nó theo cái dạng là nhân hai, gọi là hai con sẽ thành một ba con đó, hai con sẽ thành ba con, hai con sẽ thành ba con, thì anh em chủ động cái đó, anh em lấy số lượng, anh em đánh chất lượng. Nhưng mà biết mà nếu mà anh em vừa có số lượng, anh em vừa có chất lượng nữa thì anh em có chuỗi thắng là bình thường. Nhưng mà mình vừa mất chuỗi vô cái tay thằng kia rồi, thằng kia nó có số lượng mà nó cũng có chất lượng nữa, cũng hay đấy. Nhưng mà mình có sát thương chuẩn mà không hiểu sao thua quơ nữa. Không, thằng quơ nó giai đoạn đầu thì nó trâu, bạn xấu quơ trâu lắm. Ok, ghê ghê, vẫn nhận được cái gọi là công nghệ nè. Nó ngủ dữ ta. Ngủ. Ok. Mẹ ơi, không có gì luôn. Xui dữ vậy ta. Thôi mà không sao, từ từ bình tĩnh. Mình chuẩn bị up 8 thôi. À, đi Goblin là vậy đó bạn, đi Goblin thì anh em chuẩn bị 8 sớm thôi, chứ anh em trễ là anh em thua rồi. 8 hoặc 9 luôn. Nếu được thì cả 8 hoặc 9 luôn, 9 sớm càng tốt. Nếu mà không nữa thì anh em nào 10 được luôn á. Anh em 10 thì nó sẽ có hơn một cái thời gian nó sẽ rất là lâu. Nhưng mà nó sẽ như thế nào? Nếu như đội hình anh em mà cả, gọi là chống chống chịu được á, lúc mà anh em 9 rồi đó mà anh em còn 60 70 máu á thì anh em vẫn có thể lên 10 được. 10 được luôn. Đó, nếu mà anh em lên được 10 á thì tỷ lệ ra 5 tiền của anh em sẽ rất là cao. Nhưng mà mình á thì mình sẽ dừng ở level 9 để xoay vài hiệp cái đó. Sau rồi đó mình mới tính 10. Chứ còn 10 luôn á thì nó lại cục súc quá. À, vậy thì nó lại hơi gọi là hạt co quá. Đó, lên 2 sao luôn.
xong rồi sẵn sàng up 7 luôn, đáp hiệp 15 luôn, quá đơn giản. Ủa quá cái gì đây? Mà chơi game dạo này nó hay bị như vậy, dễ sợ luôn á. À, dạo này nó cứ đít ra đít lại hoài luôn á. Ok. Nữa, what the hell, điên à. Nào, hiệp quái tới rồi, tao mà thua hiệp quái là tao nghỉ chơi đó. À, tao mà thua hiệp quái là tao đi đó nha. Thua hiệp quái là chết nha bạn, không có đùa đâu. Rồi, để con này vô. Rồi, tóm lại là vậy là được. Vậy thì không thua rồi. 7 con thì đương nhiên là sẽ không thua cái hiệp 15 này rồi, tại vì đội hình của mình cũng 2 sao nhiều chứ bộ. 2 sao cũng khá là cứng đấy, chứ không phải là thể loại mà dởm dởm đâu bạn đấy, cho nên là chắc chắn đá hiệp 15 rồi. Nhưng mà cái thằng kia nó có cái chuỗi 8 rồi. Xịn thiệt. Nó ăn cái chuỗi của mình mà bạn, ăn cái chuỗi của mình cho nên cái thằng đó nó đang có khá là nhiều tiền. Cái bình thường thôi, không có gì hết. Tao chịu được. Mình xoay coi ra cái gì nha. Ây chà, Venom phải mua rồi, Venom phải mua liền. Không có chạy được bạn ơi. Rồi. À, 50 tiền căng nha. Up 8 thôi bạn ơi. Up 8 thôi, up 8 lấy ít nhất ít ra thì cũng phải có 5 tiền. Còn không thì chúng ta phải là đủ slot để chúng ta để vô 6 goblin. 6 goblin thì anh em sẽ đỡ mất máu hơn chút đỉnh, tại vì gặp mấy đối thủ mạnh mạnh thì mình trâu máu, mình trâu giáp mà thì mình có hồi máu nữa thì cũng gọi là nhất cử lưỡng tiện, vừa có kiếm 5 tiền vừa có thể chống chịu được. Chứ đội hình goblin bạn thua level người ta là bạn chết rồi. Goblin bạn thua level của người ta là bạn đi rồi, chứ bạn chờ cái gì nữa bạn. Goblin bạn phải ngang level của người ta là gọi là ít rồi đó. Còn không là bạn phải hơn level người ta thì may ra bạn mới thắng được. Chứ goblin mà bạn đã đi goblin rồi mà bạn còn thua level người ta nữa thì sao bạn chơi? Chơi đó, mình bảo đó là sao cái cách mà để chúng ta xác định thử goblin là như thế nào gọi là ngon. Goblin là lúc nào bạn cũng phải tầm ngang cơ hoặc là trên cơ người ta. Giai đoạn đầu, giai đoạn cuối anh em mới chịu mất cửa ăn, chứ còn mà giai đoạn giữa game nó mất máu rất là nhiều. Anh em giai đoạn đầu anh em thọt, giai đoạn giữa game anh em chết luôn, đâu có tới giai đoạn cuối đâu chơi goblin. Mà goblin là phải cái bộ đi về cuối nha. Tại sao? Cần 5 tiền, một cái bộ mà cần 5 tiền thì chắc chắn cái bộ đó nó sẽ mạnh về cuối. Nó bộ nào cũng vậy hết, bộ nào mà cần 5 tiền phải có nha. Ý là sao? Có những cái đội hình mà có cũng được, không có cũng không sao. Thí dụ như Hunter anh em có thể đi đâu cần 5 tiền đâu. Cho nên Hunter nó có thể mạnh từ rất là sớm. Còn Hunter hồi trước á, nó phải cần tới con 5 tiền thì cái đó là cái đội hình chơi về cuối nha. Về cuối chứ không phải là chơi về gọi là cái giai đoạn đầu hoặc là giữa game. Cho nên giữa game á, thì nó sẽ có một số cái bất lợi là khi mà đội hình người ta full rồi đó thì bạn vẫn chưa. Mà bạn vẫn chưa, bạn lúc đó bạn đang ở rừng ở đó, bạn chưa lên được full. Mà chưa lên được full thì thôi, bị người ta đấm cho thì rồi. Hai thằng đụng chuỗi lại à, gặp nhau để coi thằng kia thằng nào ăn. Xong luôn. Mà cái thằng đầu bảng nó đã có chuỗi xanh rồi mà nó còn ăn hai cái chuỗi dởm nữa. Chết rồi. Cái này căng nè. Trời ơi. Rakan làm con mẹ gì vậy? Mày nghĩ tao cần Khan không? Mấy ơi, mày nghĩ tao có cần con đó không? Chắc chắn là tao không cần rồi. Chắc chắn là tao không có cần con Khan rồi. Tao cần con bơm 5 tiền. Mà bạn biết sao? Tại mình nói vậy, nếu mà nó đã ra Khan 5 tiền như vậy thì chắc là múc mùa lại thủy luôn nó mới ra con bơm cho mình. Trời đất ơi, tao chết rồi. Cái này là up 9 luôn bạn ơi. Up 9 luôn, xoay con mẹ gì nữa. Bây giờ là hết cửa rồi. Bích đường bạn ơi. Đội hình cũng cứng lắm chứ bầu. Vậy mà cái thằng này nó xua, nó thua mất cái chuỗi là cái trận trước rồi. Phải như mình ôm cái chuỗi được tới trận này là mình húp nó là tuyệt vời đó. Gọi là đúng kế hoạch luôn. Tại sao? Không có thằng nào quá mạnh hết. Mình vừa mình vẫn có thể ăn được tụi nó đó. Chứ mà mình một thằng mà nó xanh như vậy là bây giờ, mình nói thiệt luôn, bây giờ mà gặp thằng đầu bảng bây giờ như vậy thì mình không biết đánh nó kiểu gì nè. Bây giờ chuỗi nó mười mấy mà nó húp hai cái chuỗi nha. Nó húp hồi nãy là chuỗi 5 của mình rồi, bây giờ nó húp lại thêm một cái chuỗi 5 của thằng này nữa là 10 tiền rồi. Mà nội tại trong người của nó đã có chuỗi 3 tiền mỗi trận rồi. Bạn biết nó nhào cỡ nào. Bây giờ là mình đang có thêm một cái trận nào chuỗi 5 nữa. Không biết là cái thằng này nó có lụm luôn không nè. Không biết là mình với nó có gặp không. Nhưng mà mình đang thua level nó. Thằng này nó có chuỗi mà nó xả tiền.
Hiệp 18 nó cầm level 9 á. Trời đất cơ, người ta chưa up level 8 nữa. Mình là cái thằng xả tiền rồi đó, mình là cái thằng up level rồi đó nha, mà mình còn chưa có level từ mới lên level 8 ở đây, còn nó lên level 9 rồi. Thì mấy cái thằng mà gọi là tích tiền thì sao chơi được. Ôi đất ơi, xạo chó thiệt sự luôn. Ờ, xạo chó thiệt sự luôn, cái thằng đầu bảng này mình chơi không có nhân tính vậy. À, quyết định là mình triệt đường, gọi là triệt đường ăn của bà con luôn hay sao đó. Ê chà. Lên up cấp hay là up level gì cũng thế thôi, tại vì không có. Oh shit, tại bạn biết sao nè, có nó ra bàn dày nè. À, ra bàn dày nè, bây giờ up cấp thì cũng tệ, nhưng mà không up thì bây giờ thua. À, bây giờ để con này vô thì chúng ta sẽ có thêm, mặc dù 8 nhưng mà mình có tới 11 con. À, 8 nhưng mình có tới 11 con lận, tại sao? Tại vì mình có hai con cam rocker sẽ thành 3 con, hai con mèo thành 3 mèo. À, hai con sao rocker thì thành 3 rocker, 3 con sao rocker. Đó bạn thấy không? Đó rồi, tại sao rồi bây giờ vậy? Oh, trời. Hiệp quái thì đương nhiên là không thể thua được rồi, nhưng mà hiệp quái thì bây giờ rớt cái đồ gì mới là quan trọng. Mặt nạ, thôi mặt nạ theo cút luôn. Giáp ừ thì giáp được, giáp được, ghép cho nó cái này, cái vịnh vận mệnh cũng hay. Oh damn, lại nữa. Xoay tiếp thôi. Bài không có chỗ để các bạn, bài nó không có chỗ để, nó sắp lên 3 sao trơn rồi nè. Bây giờ có xoay tiếp thôi chứ giờ sao. Oh cha. Căng đấy, bỏ mèo nè, bây giờ chúng ta thay hai con này vô. Hai con này vô thì vẫn ui, vậy là không có con nào để gọi là tắt thêm rồi, nhưng mà có hai sao cũng được. Đó, như vậy đi, có goblin vẫn có ô, vẫn có thể thắng được. Còn nếu mà để đưa được hình nãy thì có thể là thua, thua hoài, thua nát luôn bạn. À, cho nên là có thể là kẹp như vậy thì hợp lý nè. Chà, thằng này cũng được, nhưng mà thằng này level 7. Level 7 thì chết rồi, hồi hên là mày gặp tao bây giờ là tao mới level 8 thôi đó nha. Chứ hồi nãy là mình level 11 nha, tại lúc mà chưa mình chưa up 6 goblin á là mình tới 11 con rồi. Ờ, 7 mà 11 thua mình 3 con sao nó thở nổi bạn. Ờ, sao nó thở nổi đúng không, cho nên là nó chết liền. Còn hên là mấy cái là tao mới lấy ra thôi. Bây giờ up cấp nè. Ờ, bây giờ up cấp nè, chứ bây giờ bồi lại nữa. Mày bị dư Reaper nữa, sao kỳ vậy. Đó nè, để con này vô nè, có thêm một cặp mấy con này vô. 9 rồi nha, 9 rồi, 9 nhưng mà mình có 10 con và có bộ 6 goblin. Để coi mình thắng hay không. 89 máu thì đương nhiên là còn quá nhiều rồi. 89 máu là không có chê được rồi. Ngon lành, ngon lành nha. Nhưng mà đụng thằng đầu bảng bây giờ là có húp được hay không. Húp được 13, trận 13 được nha. Húp được 13 tiền là oh my god, oh my god luôn á. Húp được 13 tiền là tới công chuyện với tao rồi đó. Nào đầu bảng, không phải thằng đầu bảng. À, God à, thôi ôi God thôi chết rồi. Ôi gì mà cáo. Ôi trời ơi, cáo yếu. Ôi ôi, cáo nó yếu, yếu nha, yếu nhất. Cáo yếu quá bạn ơi. Đó rồi, cáo chơi không nổi đâu. Bây giờ nó yếu rồi, sau này còn yếu hơn. Yếu hơn nữa. Cáo chơi không có nổi đâu, mà cáo đi với trời. Cáo mà đã đi với God thiệt luôn á. Cái ý nghĩ này rất là thông minh nè. Nhưng mà bạn không có nên nhớ là cái thằng gọi là bốn gót đi nữa thì cái tỷ lệ hồi chiêu của nó cũng không quá cao. Ờ, nó không quá cao đâu, cho nên là dù bạn có bốn gót thì con cáo nó vẫn bị gọi là thời gian hồi chiêu rất là lâu. Ờ, cho nên ít ai đi cáo với lại gọi là gót lắm. Ta đi cáo giả thú là ngon hơn nhiều. Chắc chắn với bạn luôn, nếu bạn đi cáo giả thú nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. À, nó ngon hơn rất là nhiều, chứ còn bây giờ bạn đi cáo mà bạn đi với gót thì hồi trang hồi chiêu nó giảm đi được chút đó. Nhưng mà nó không ăn tiền. À, không ăn tiền khó lắm, cho nên là không có ai đi giờ hình này á. Trời ơi hay đấy, cái thằng này nó có chuỗi năm, chuỗi năm nếu mà mình thắng á, thì mình tới rồi. Thấy bạn thấy cáo chọn không, không có đam. À, cáo chọn không có đam, tại sao đi xấu giả thú mới có đam chứ, vậy lụm cái chuỗi gỡ cái chuỗi năm. Ok, trời 3 sao hết ráo luôn rồi bạn ơi. Ơi 3 sao hết luôn. Được luôn, nếu thích 3 sao thì 3 sao thôi, gì đâu. Ok. Cái này thôi, bỏ qua. Bây giờ xoay thôi, chính chắc xoay. No.
xoay cái nữa coi ra gì. No, for Venom 2. Mèo, mèo cũng được đấy chứ, mèo để cái này vô rồi. À, mình bây giờ mình cũng có chuỗi chín rồi nha bạn. À, mình bây giờ mình cũng có chuỗi chín rồi, còn nó chuỗi 15. Bây giờ là còn có 5 thằng thôi, khả năng mình gặp nó rất là cao trận này, có thể luôn nè. Không phải luôn, không phải, vậy là trận sau. À, trận sau không biết là trận nào hay là trận trên nào, nhưng mà chắc chắn là có thể rất nhanh thôi. À, rất nhanh thôi, nãy giờ mình chín trận mình chưa gặp nó thì mình mới có chuỗi chín nhá. À, chứ mà mình gặp nó thì nó mất chuỗi rồi, đúng không? Cho nên là nó có chuỗi 15, mình có chuỗi 9. Ôi trời, à, gây gắt đấy, gây gắt đấy. Nhưng mà ôi ôi, hai bên bơ nó tuyệt vời nha, bên bơ nó tuyệt vời. Chuỗi 10, no way, xe tốn 4 tiền làm cái mẹ gì. Wow, chín quơ thiệt luôn hả? Nhưng mà chín quơ thì nó có một cái cốt lõi là gì, bạn hiểu không? Bạn hiểu chín quơ là sao? Chín quơ là chúng ta sẽ có một cái gọi là một cái điểm yếu chí mạng của chín quơ. À, được, nếu mà nó đi chín quơ thì mình dễ thở rồi. À, nếu mà đi chín quơ thì mình không phải là dễ thở mà do là mình có cách trị. À, mình có cách trị cho nên là mình bắt đầu cảm giác như nó đơn giản hơn trước. Đi đội hình khác thì tao còn ngại ngại, chứ thể loại này thì tao lại tới công chuyện luôn. No way. Dark Spirit không có nói nhiều phải không? Nó ra đúng con thôi, không có nói nhiều đó. Nếu được thì bây giờ mình up 10 luôn. Trời ơi, cái này thì đương nhiên là phải lấy cái Vĩnh Hằng rồi, chứ lấy cái gì nữa. Rồi lấy cái Vĩnh Hằng giùm cái, đúng rồi. Xong rồi up 10 nè. Up 10 thì làm sao? Để con Doom vào. À, để con Doom vào để làm gì? Để gặp thằng chín quơ bây giờ đi luôn nè. Mình nói thiệt, gặp thằng chín quơ tới đây luôn nè. Bây giờ mà không 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 có đắt nữa thì chừng nào bạn có đây. À, bây giờ là phải có đắt nè. Tại sao? Gặp thằng chín quơ tới bây giờ luôn nè, ngay lại cái trận này luôn nè. Thằng nào cũng có chuỗi vàng đó rồi, bây giờ chỉ cần thằng này ăn thằng kia thôi là xanh hương lên hương rất là ghê luôn. Hai thằng đều có level 10, thằng đầu bảng qua xem bài mình nha. Ý là mày sợ thua. Nhưng mà tao có đắc rồi, đúng là tao cũng nghĩ là mày thua đó. Trời ơi, đắc đặc cũng không đẹp lắm nha. Pha này đắc đặc hơi hơi ngu học nha. À, đắc đặc này hơi ngu nha. Tại sao? Đặt đắc đặt ở giữa bàn cờ là ngon rồi, không đặt ở mép nhưng mà thôi cũng được. Không tới nổi, à, không tới nổi, mình vẫn ăn được cái chuỗi của nó. Ai à, nhầm, mình gặp cái bóng à. Như vậy thì càng tốt. À, như vậy thì càng tốt bạn, tại vì 18 gọi là thằng kia chủ 17 mà. Chủ 17 mà bạn, chủ 17 mình vẫn có thể lụm nó được một lần nữa là hai lần. Trời ơi, hai lần là ngon nha. Trời, quá trời trứng. Ây rồi, tưởng không có luôn chứ. À, tao tưởng mày không có luôn chứ, phải có chứ nhờ. Phải có chứ. Rồi bây giờ đưa đồ cho này, rồi nó về lấy nhẫn dịch chuyển luôn nè. Không có nhẫn dịch chuyển cũng hay nha, nếu mà lấy nhẫn dịch chuyển cũng ra khá là tuyệt vời đó. Tại vì bơm mà nhẫn dịch chuyển cũng tốt, nhưng mà để coi, từ từ, từ từ. Bơm thì cũng ngon đấy, nhưng mà cũng chưa đủ một sao thì mà đánh, thí dụ như mà đánh chín quơ đi. Nổ sao chết người ta. Nổ sao chết người ta được. Mà đánh chín quơ mà bạn nổ bơm mà hột nổ thì làm sao chết được, tại cái giáp nó trâu đó. Mà bơm mà sát thương vật lý mà. À, bơm sát thương vật lý thì đánh thằng trong trâu trâu giáp thì đánh làm con mẹ gì vô, không là không thể vô được, cho nên thua. Ok, tiễn này luôn. Mặt nạ gậy gỗ rồi, ôi rớt đồ hơi phèn nha em. À, rớt đồ hơi phèn nha anh em nào đang xem, để lại cho mình một like nè. Trời ơi, không có bơm máy bay gì hết, nó ra đội hình gì đây? Tinh hoa mắt mà nó xoay ra được 5 con này, tao lại mày luôn, tao lại mày luôn mấy ơi. Tao lại mày hai lại luôn. Cay thiệt. Tao lại mày hai lại luôn mấy à. Giỡn hoài luôn, cứ giỡn hoài luôn à. Anh em đang xem, đã lại cho mình một like. Ai chưa muốn đăng ký thì muốn đăng ký ủng hộ channel mình nha. Rồi, cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên kênh mình. Anh em nào có điều kiện thì nhớ đăng ký hội viên. À, sau ra với lại gọi là tất cả những anh em mà đang ủng hộ mình bằng cách là bấm nút cảm ơn. Thì mình có để tên những anh em đó ở cuối clip, bạn nhớ là để gọi là theo dõi, để gọi là cảm ơn cùng mình nha. Cảm ơn mọi người.
Ok, nhưng mà trời đất ơi, đô bơm bị câm lặng mà bơm hai bị câm lặng thì làm gì chơi được. Xu 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 quá, cái này xu lắm nha. Bơm hai bị câm lặng à, đen đen đen. Nếu mà bơm hai không bị câm lặng thì bơm hai cũng được lắm á chứ, nhưng mà vậy thì thua rồi. Ôi đã hồi đun nó đấm cho thì cả dòng họ mày mất cái chuỗi nữa, mất cái chuỗi 10 12 của mình nữa. Cái chuỗi 19 của nó hồi nãy mình ăn được một lần, chuỗi 15 16 gì đó. Xong rồi bây giờ thì cái chuỗi 19 nó vẫn còn, nhưng mà sẽ gặp lại thôi em. Đây rồi, sẽ gặp lại thôi. Trời ơi, lo cái gì? Lo cái gì bạn ơi? Wow, mày lên 3 sao luôn nè, lỡ nhiều trứng mà bạn. Nhưng mình nhiều trứng, hai thằng đầu bảng mình nó còn 98 máu, mình còn 84 máu. Còn cái thằng thứ ba còn có 16 máu à. Má ghê thiệt, đưa này cho đắt đi, đúng rồi. Đắt đưa cái này cho Heaven Bomber, còn đắt á, thì là dịch chuyển qua kia gồng. À, dịch chuyển qua kia gồng liền luôn thì con 5 tiền của nó có thể gãy, chứ còn không thì từ từ nha. Rồi, đúng vậy rồi. Nhưng mà không có gặp thằng kia bị Hunter bắn sụi luôn mà. À, bị Hunter bắn sụi luôn, đúng kiểu vậy luôn mà. Bơm nổ sao, bơm nổ chết không? Sát thương vật lý mà không chết thì sao? Ôi bơm nó nổ một cái bạn thấy không? Mất màu luôn mà, nổ mất lửa luôn, không thấy lửa đâu luôn mà, ghê thiệt. Rồi mày thằng này thì không chết, thằng này không chết bình thường. Chết thằng quơ rồi, chết thằng quơ chắc rồi bạn ơi. À, rất tội nghiệp thằng warrior, là sao, là rõ ràng là nó gãy rồi. Đắt hai nè, thằng quơ bây giờ gặp đắt hai giờ sao, bây giờ mình đưa hết đồ cho đắt hai cũng được nữa, mình đưa thêm cho nó một cái gọi là gậy hiến tế, đưa thêm cho nó một cái mặt nạ đỏ nữa, qua kia hút máu tuyệt vời luôn. Qua kia hút máu đố mày ai chịu nổi luôn. Wow, đúng rồi ha, tính vậy cũng hay đấy chứ, tính vậy cũng khá là hay đấy. Để coi mình sao khi mà mình lên được cái trượng dịch chuyển rồi thì sao. Cho mày thêm một cái nhẫn thông minh nữa nha. 20 trận thắng liên tiếp với thằng đầu bảng này, nó quá vật chứ không phải con người mà. Không. Wow. Ok. Bây giờ trượng dịch chuyển là cái chắc rồi. À, bạn biết sao, cái nhẫn thông minh mà cái trượng dịch chuyển nó bảo vệ cho con Dark Spirit của mình nhảy qua bên kia, nó không có bị sao, không có bị gục liền. Nhưng mà đắt hai thì không gục liền rồi. Bây giờ gặp thằng thằng đầu bảng đi, không bây giờ gặp cái bóng thằng đầu bảng nó ngon. À, bây giờ gặp cái bóng thằng đầu bảng, đánh cái bóng nó sụi, xong rồi gặp cái thằng đầu bảng thiệt, đánh cái thằng đầu bảng sụi là mình được 40 tiền. Đúng không? Mà là mình được 40 tiền. Chứ đừng có gặp cái thằng cái top 1 thiệt thì mình lỡ mà mình thắng nó thì lại mất tiền luôn, nên nó hơi tệ. Rồi xong. Vậy đi rồi, đắt hai vậy sao mà chịu nổi bạn. Chính quơ. Ôi chú quỷ hai, thằng này nó cũng quái vật nè chứ nó không phải đùa đâu bạn, này chú quỷ hai nó cũng có nhân phẩm đấy. Nhưng mà sao, sao mất cái chuỗi chưa, gãy liền, gãy liền, gãy lên, gãy lên. Này 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 này, bây giờ chúng ta xoay nè, này mà không ra máy bay tao giận luôn. Trời trời, what the fuck, thiệt luôn hả? Giận luôn, má thiệt, không hiểu kiểu gì luôn á, không có máy bay luôn nha, không có máy bay luôn. Là sao, là sao, điên rồi, điên rồi. Mà có máy bay đi chứ, biết sao, tại vì có máy bay á, mình sẽ đỡ tốn một slot, mình dùng hai con visa lận, mình sẽ lấy hai con visa ra, mình để một con máy bay vô với lại một con canon vô. Bạn thấy con chú quỷ nó không, bạn đưa canon vô thì chú quỷ hả, tao chấp mày luôn, tao chấp mày luôn. Ấy nè, dịch chuyển qua kia nè, coi đắt nè, đắt, trời ơi đắt, không đẹp lắm nha. Nó có hỏng giữa bàn cờ lắm các bạn, nếu mà nó phải giữa bàn cờ luôn á thì lại tuyệt, nhưng còn cái này thì nó hơi ở nằm ở ngoài chút xíu. Nằm ở ngoài chút xíu thì nó hơi không ngon. Bơm bơm được, bơm được là tốt rồi, bơm được win. Ấy da, nhưng mà sao rẹt thì sao win,
Mẹ thua nữa. Cay thiệt sự luôn. Ai, 31 tiền rồi. Trận này lạ nè. Trận này rất lạ nè, tại con đắc đặt nó không đẹp. Nếu mà con đắc đặt đẹp chút xíu nữa, xích qua bên phải chừng 2 ô thôi. À, xích qua bên phải chừng 2 ô thôi thì cái team của nó khác nào con nùi dẻ đâu. Đúng không? Cái team của nó còn khác nào con nùi dẻ đâu, làm kịch 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 rụng. Kịch 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 rụng. Đấy. Chứ rồi bây giờ nó lại tiếp tục lại tách đội hình ra, thằng này nó ghê, nó đổi qua đổi lại hoài ha. Chú quỷ để giữa hả? Chú quỷ để giữa vậy khác nào cũng chết đâu. À, để từ từ nghe, để tôi thêm con đắc vô. Bây giờ đắc là cái con mà cần phải có, phải sống. À, con nào chết cũng được hết nhưng mà đắc là phải sống nha. Đặt cho thật đẹp. Ôi, what? Nó cũng hơi, nó cũng được đi. Cũng tạm đi nhưng mà cũng không đẹp lắm, nhưng mà thôi cũng được, vậy cũng được rồi. Không không có dám chê, không có dám đòi hỏi nhiều. Chú quỷ gãy rồi mày làm gì tao? À, chú quỷ gãy rồi mày làm gì tao? Rụng. Một cái tinh hoa. Xoay tiếng phán nữa rồi. Hồi ôi tao tưởng mày không có bơm luôn chứ, mày không có máy bay luôn chứ, chắc chết quá. Đưa canon vô. Hồi đó cơ mình cứ tưởng là nó không có thiệt luôn á. Nhưng mà bên kia nó sa rẹt một đúng không? Tao giấu một con sa rẹt ở đây thử coi tao mày chơi nhau cỡ nào. À, tao mày chơi nhau cỡ nào đó, canon này đúng không? Chú quỷ phải không? Rồi, được. Bây giờ nó lại ngon hơn rồi nè. Bây giờ lại ngon hơn rồi nè. Tuyệt vời luôn bạn, tuyệt vời luôn. Con đắc này cũng được. À, canon cũng được, canon 2 cũng ngon. Nếu mà để coi từ từ. Tụi nào bây giờ chín quơ này xong rồi à, hết cứu rồi bạn, tại vì chín quơ thì gặp gặp đắc hai thì nó lại đây, cái này đẹp nè, cái này là cái đẹp nhất từ nãy bây giờ tính đến bây giờ luôn. À, cái dòng này rất đẹp nhưng mà nếu mà xích xuống bên dưới theo kiểu là thêm một ô nữa thì là quá tuyệt vời, nhưng mà vậy cũng được rồi, vậy cũng được rồi, vậy là cũng 10 điểm rồi. Ok, thấy chưa, mình nói rồi, bây giờ mày đi chín quơ mày gặp ngay con đắc hai là mày gặp mẹ mày rồi chứ mày chạy đâu nữa. Xong xong liền luôn bạn, nhưng mà bạn biết sao mình lấy đồ qua cho máy bay, tại vì bơm á, dù gì nó cũng là sát thương vật lý mà thằng chín quơ thì nó hay không có xài, không có sợ sát thương vật lý lắm, giáp nó to mà, giáp nó to mà nó đâu có sợ sát thương vật lý đâu, cho nên là phải nhận sát thương phép. À, sát thương phép thì đâu, đắt thì là rút máu theo phần trăm nhưng mà sát thương phép thì là heaven bomber với lại bơm máy bay chứ quên, máy bay chứ không phải bơm, máy bay nó, cho nên đưa đồ cho máy bay cũng là một sự lựa chọn. À, cũng là một sự lựa chọn nghe cũng khá là hợp lý đấy. Sao mà thua được con đắc mà lúc nào nó cũng đặt cái dòng như vậy thì lại quá tuyệt vời luôn. Ok, cái này thì lại tiếp tục lấy Vĩnh Hằng nữa luôn. Tiếp tục lấy Vĩnh Hằng nữa luôn bạn, không đã không lên thì thôi, lên lên hai cái Vĩnh Hằng mà đi với quơ nha, mà lên Vĩnh Hằng vậy đó chứ giờ lên mấy cái tốc đánh làm gì, Goblin đi đi lấy tốc độ đánh điên à, lấy sát thương vật lý gì không, lấy nếu mà có sát thương kỹ năng thì lấy, còn không á thì theo kiểu là lấy chống chịu thôi, lấy chống chịu cho Dark Spirit thôi. Nó bây giờ Dark dịch chuyển qua kia đặt cái dòng cho thiệt đẹp, tóm lại là nó sẽ ngay con God of War là ngon. Cũng không ngon lắm nhưng mà thôi kệ, cũng cũng tạm chấp nhận được là con chú quỷ nó vẫn dính đam. Chú quỷ nó vẫn dính đam rồi, Canon chết, sao rạc quên không phải chú quỷ chết xong rồi sao rạc chết rồi mày lấy chín quơ mày lấy gì mày ăn tao, mày lấy gì mày ăn tao. Đúng không, con sao rạc chết chú quỷ hai chết rồi lấy gì nó ăn mình, mà ăn dặm nha, ăn dặm nha. Vậy sao đỡ được bạn, chú quỷ gãy lên xong rồi, chú quỷ bây giờ chắc là đồ là giờ chú quỷ hết rồi. À, chú quỷ gãy thì sao đỡ được, sao mà đỡ được. Mà dù gì cái mình nói rồi, chính quơ mà gặp đắc hai là mày chết rồi, mà chính quơ thằng này không phải thường đâu nha, chính quơ nó có 22 chuỗi thắng. À, 22 chuỗi đâu chết mẹ này chết rồi, nhưng mà đặt cái dòng rất đẹp. À, đặt cái dòng rất đẹp nhưng mà chú quỷ được refire, không biết chú quỷ refire thì sao đây. Trời ơi,
Ôi Canon hết thời gian hồi chiêu, chú quỷ nó ôi gặt à. Má chú quỷ nó mạnh. Ôi thua vậy, thua vậy. Ok, chú quỷ cũng full đồ này kia, cũng dữ dằn lắm chứ bộ, cũng tán tận lương tâm đấy, nhưng mà chỉ đến thế thôi mà. Chỉ đến thế thôi nè, thì biết không, bây giờ mình chú quỷ bên kia nó gặt cũng được lắm chứ bộ. Nhưng mà con chú quỷ tại vì sao, con đắc nó dịch chuyển qua đó. Rất là tệ là con đắc nó dịch chuyển qua đó là con chú quỷ phải tốn tức mấy giây, nó đánh ở ngay chỗ đó luôn. Nó đánh ở ngay vị trí đó cho nên là nó không dính dòng đắc. Bây giờ con đắc đừng đứng ngay đó, là con chú quỷ nó nhảy lên liền, nó nhảy lên ngay chỗ này liền để nó đánh mấy con đằng trước của mình chứ. Chú quỷ nó nhảy lên, chú quỷ nhảy lên thì chết rồi. Nó dính vô dòng đắc là anh chết liền. Nè, con chú quỷ nhảy lên nè, nếu mà không có ai thì đứng đó cái nó nhảy nè không? Đó nó nhảy lên thì chết. Nhảy lên thì nó dúng trúng cái dòng đắc thì đi rồi. Trời ơi, thấy không? Chết liền. Trúng cái dòng đắc thì ba mày còn chết chứ đừng nói chi là mày nha chú quỷ à. Gãy. Ok anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ channel mình, nhớ comment bên dưới em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama của mình trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Sẵn tiện đây cũng cảm ơn tất cả anh em đã đăng ký hội viên kênh mình và tất cả những anh em đã sử dụng nút Super Thank để cảm ơn mình. Ở đây là mình có để tên về cái những mà gọi là những anh em đó để cảm ơn những anh em. Rồi cảm ơn mọi người. Anh em nào có thể ủng hộ mình bằng cách đó nha. Chào mọi người. Take our bodies high.